Rồi, mình chào cả nhà nha. Hôm nay ông trời ông tốt quá trời luôn nè. Hôm nay anh em mình đi mấy lên cả nhà. Hôm qua đi bị mưa, lúc đi thì nắng. Đi tầm được vài cái mưa rồi. Chào cả nhà gái xích lô ơi. Hôm nay mình cũng chạy nền thêm đầu 7-8 cái nha cả nhà. Vô chuột vô lúa hết trời rồi. Tại vì khu vực này mình mới được 5-6 cái à. Rồi, bây giờ mình mời cả nhà theo ha. Anh em mình trải nghiệm như vậy nha. Rồi, giờ anh em mình vô cái đầu tiên luôn cả nhà. Khu vực kia quá ngon quá trực. Đó là mình chạy nền ngon á. Vừa đó ngon á. Cái đầu tiên nè, cái này, cái tiền đâu nè. Để con sát khúc chuối nha. Rồi làm như ép lúa rồi, rồi thấy cái đầu luôn rồi cả nhà ơi. Vô kẹo rồi, ồ nặng quá trời nặng rồi. Vô nhất luôn rồi, cái đầu tiên hút hàng rồi. Con này không biết mới lạ cắn lưỡi á. Quá trời con luôn trời. Nhất không? Nào, mà bánh cái miệng hôm nay. Nè, quá trời phân nè cái nhà thấy không? Một đống phân cánh sao nè. Rồi trước thì không có phân. Quá im nè. Vô kèo nè. Ra mình kéo bắt luôn. Con này nhất rồi, cái đầu tiên lụng gạo, vậy mới có sức nè. Thâm một luồng cái này kìa, 2-3 con đủ rồi. Khỏi cần dính gì hết trơn. Luồng 25 cái 30 á. Nào. Hoài trời gác à. Đây. Quá êm luôn cái nhà ơi. Đây là mình hình cái đã luôn rồi. Rồi gõ lấy nét chút rồi. Rồi bắt này thử đây. Mày khò khò xuống nó chạy lên nè. Nhộn đít á. Cứ ngắt luôn, bậy nhỏ dòng thấy đã ha. Con nhung nhít luôn á. Gì mà vô bắn chuột được hay ơi. Có thế đâu bắn vậy. Giờ lấy cái cây chạc nó được. Mày dọn xuống á. Dọn cái miệng xuống á. Ừ, đó. Rồi. Cái bẫy nhỏ mà gắn bự thì khó bắt. Bắt hay nó lâu chút, nhà thông cảm này, không phải cô giờ nha. Bẫy này lưới 8 ly, dài có 3 tới cửa nha. Cửa cái nhắc luôn. Cái đầu ra trước kéo như là gịch thì không được chứ. Nó chạy á, mà cái đầu nó ra. Đó. Rồi 6 lạng. 6 lạng đỡ nha. Rồi dăng ra kìa dài chút rồi. Dăng ra coi. Vậy á hả? Rồi màn hình cái ra mắc cỡ gì vậy? Này hơn nửa mét. Con hành này hành cục nè. Không có dài. Quá trời, con này con cái nè. Cái đuôi cục ngắn luôn nè. Thấy không? Con cái. Mập. Lưới đâu, đó vô đi. Lấy dây thun cột thôi, tại vì cái lưới cục này mà khó cột lắm. Cột dây thun. Vô kèo. Rồi bây giờ anh em mình để chuột để lúa đặt lẫy nha. Mấy cái đầu tiên. Rồi, ở đây mình cũng có con cái luôn. Đây là chui lùm chui bụi thiệt á. Mình làm cỏ cho nó sao nát hết trơn đi chứ. Cỏ kiểu đó ướt mất bậy lắm á. Sao im ghe không nghe đá gì hết trơn vậy. Chuột còn luôn hả? Kéo vừa vừa thôi. Nó hết trơn mất bậy hết. Để con có một cái luôn. Khu vực này là toàn luồng mới không à. Chưa được thăm lần nào luôn. Làm như 20 cái. Chứ cái đó làm như có nhà người ta, nhà tường ở bển. Luồng này được 6 đêm.
là không có dính luôn rồi, ngang chịch lên thinh là biết không dính nè. Chết quất luôn à, ăn hết lúa không? Sát bờ kinh có một cái nữa, kinh nhỏ. Mở ra thấy có phần trắng trắng thấy mừng à. Thấy không? Hút ra thử ra. Thật quá cả. Sao biết dính? Thế đẩy lúa vậy? Chiều chiều ra bẫy mới mà. Chưa thăm lần nào, mới thăm lần đầu tiên mà. Đây cũng có một cái luôn. Luồn mới mình cũng ta gì chưa biết nè. Cái phân gì hết trơn vậy, con ghê vậy. Chết quất nữa. Dính không chết? Hành nhỏ, hành đỏ. Chuyện hành đỏ chứ. Bắt trong nha. Này bọn ác nhiều lắm á. Hình ba cái nha. Này cứ hai lần. Để ra rớt lúa quá, quá mất á. Này bọn ác nhiều lắm. Tại vì mình không có bẫy xích cua nè. Mới mệt một chút. À, bẫy mới mình mới làm con đó. Chiều ngang làm như 7 ô. Nó chưa đứng 7 ô chứ, chiều ngang 9 ô. Lưới con lưới 8 ly. Dài 3 tấc rưỡi. Cái này chủ yếu bắt hổ hành với không ngựa, bắt hổ hành ra không được rồi, để nhỏ. Hai em. Ồ, bây giờ mưa râm râm nè. Trời nắng mà mưa nè. Bây giờ anh em nên đi tiếp luôn nha. Đây cũng có một cái nè, mình thấy là không ổn rồi đó cả nhà. Bị ta làm cỏ nè. Đó, trong quét hết trơn nè mà bẫy mình còn nha. Chủ vườn này cũng tốt mà nó ăn giấu cho mình, sợ mình kiếm không thấy đó. Có thể nắng chết chuột cái gì luôn nè. Nằm một đống nè. Chú chuột còn luôn. Đây. Làm sạch cái khu vực bẫy mình nè. Cảm ơn chủ vườn nha. Còn lấy bẫy của mình cũng đỡ. Để cũng có một cái luôn. 20 cái này làm như không lẽ không có gắn ta. Mới được hai em mà. Cái này cũng có một cái nè. Sức quất luôn. Không dính nhờ còn chuột cũng đỡ. Chết chuột nữa cắn lưỡi luôn. Chuột bây giờ nó mắc quá trời. 7-8 ngàn con không. Đây cũng có một cái luôn. Nhờ chủ vườn trả cái bẫy cũng đỡ. Nãy giờ mới được hai em mà nhờ dớt dắt được em khủng cũng đỡ. Nhưng không có em khủng này cắn lưỡi à. Rồi mượn mục tiêu luôn rồi à, chỗ trống á thì còn, chỗ dấu thì mất đã không, còn lá chuối không nè, mất tiêu rồi, thiệt tình luôn. Đâu thấy văng ở đâu đâu. Này cố định, cố ý lấy nè. Như chó là chỗ này là nát. Nước hết trơn nó không còn cái gì đâu. Này là người ta nè. Rồi mất một cái cái nha. Bẫy mới nè, mới làm. Bên gốc chuối có một cái nè, được cái vô thăm. Cái gì mới hết một cái à, luồn mới này, bẫy mới nữa chứ.
Khu vực này ngon quá trời luôn mà, làm như không có, mới đặt mà làm như có chưa đánh mùi chuột á, chưa dính. Chết chuột hả? Dính hả? Còn làm như có cái này nè. Em phải xịt qua cho anh chụp nữa. Em đi nó rồi phải xịt qua cho anh. Cái cỏ này là ngon. Ôi mà. Ủa nó ép chuột chết luôn á trời. Thằng nhỏ, làm như chuột chết trước nó vô mẹ ơi. Là nó chuột chết trước rồi, chuột nó lớn thì sao nó xử lý chuột nữa. Chết luôn rồi. Thằng anh ba, làm như hai lạng rưỡi gì vậy. Làm như chuột chết nó vô cái là rồi luôn, nát xương luôn. Còn cái gì đâu. Hai lạng không đó. Cũng khó được hai lạng. Bắt luôn trời ơi. Làm mấy xe cua bên kia luôn. Nó đỏ lúa quá. À, đỏ thế không? Lúa cỏ nè. Mấy cỏ này không có dắt. Mà khu vực này dắt nhiều cái nè. Bị mưa ướt này dắt dữ lắm. Nó chuột chết trước á trời. Chuột chào bá luôn chuột đó. Là cái chạy chùa chứ, như chạy chùa là tiền chuột chết trước. Nhâm nhâm không? Như là chuột chết nó vô nè, vô bị chuột xử nó nè, xử đuôi nó nè, thấy không? Chuột xử đuôi, làn rưỡi nè. Như này mình bán cho người ta mua nuôi được. Vô. Ở đây mình cũng có một cái nè, làm như còn 3-4 cái nữa hết rồi, luồng 7 này. Khu vực này như có dính nhiều mà sao mình tăng cường được nè. Mà chưa gì thấy chú chó phá hết một con à. Mất cái 7 à. Gì vậy? Bắt luôn. Giờ còn hai cái cuối cùng nha cả nhà, hên xui nha. Ờ thì hai đó. Mình đây một cái rồi mình kêu mương cái đó. Khu vực này thì mình bỏ cũng 2 năm rồi, mình mới lại tới nè. Mà lúc mình đi ra mới có ai đặt không mình chưa biết nha. Nên cái thôi, bên tay phải cái nha. Mà mấy năm trước mình đặt dính dữ lắm. Trước quốc luôn hả? Rồi, bây giờ còn cái cuối cùng. Cái trước quốc rồi. Lên bịt lốt luôn hả? Không lẽ 20 cái, 25 cái rồi. Được có 2-3 em này với. Đó đó. Ừ. Cuối cùng hên xui đó nha. Đụng em nhứt cái nữa đây. Mấy năm trước đặt dữ dính dữ lắm. Nghe kéo này gẹt gẹt đó. Không có rồi. Chết luôn hả? Rồi, cái cuối cùng chết quất luôn cái nha. À, lát ra ngoài mình tổng kết số gắn cho cả nhà xem làm như có 3 em gì à. Rồi bây giờ anh em mình thăm hết cũng 20 cái 7 cái luồng mới nè, còn 7 mới không. 7 xe cua mới mình có đem đi theo nè. Mình chưa đặt luôn nè. Bây giờ mình thăm chuột hồi nãy mình cũng bắt ra 14 con. Còn khoảng cũng 10 con. Hôm nay được có 3 em. Mà mình có cũng vui rồi. Tại vì được con em nhất nè. Con này cỡ 6 lạng rưỡi nè. Với 2 em hành. Thế nhưng cũng êm nè. Tại vì luồng mới mà.
Rồi mình cũng chúc cả nhà xem giá dễ nha. Bye bye. Bye bye cả chị ơi. Bye bye.